anh Nam đặc biệt rất là ấn tượng, hiền thục, nó có một cái gì đó lúng liếng ha, Đúng điệu. và luôn luôn trẻ trung và luôn luôn ở một cái lứa tuổi giống như là 18 đôi mươi á, những cái bài giống như là Nắng Xanh rồi Yêu Dấu Theo Gió Bay đó, những cái bài đó hát với những anh đừng có nói anh là fan của em ngầm nhé. Thật ra là đó. Cũng có nằm vùng một chút xíu. Em không tin, em muốn thấy điều đó ngay tại sân khấu này, muốn ca sĩ Hiền Thục thể hiện một vài cái tương tác. Anh Nam không cần tương tác gì nhiều nhưng Hiền Thục cũng có thể tương tác để các bạn ấy biết và thị phạm như thế nào. Tại sao em phải thị phạm với lại anh Nam mà em không thị phạm với anh? Đúng rồi. Wow. Đúng rồi. Vậy là Nguyên Khang đóng vai một người tình gian. Tôi có thể đóng từ những vai nghèo cho đến những vai sang chảnh. Tuy nhiên nếu ca sĩ Hiền Thục muốn tôi làm cỡ nào thì tôi chiều cỡ đó. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Anh có thể lại gần bên em không? Dễ sợ thì thưa quý vị giám khảo lại mà đã hỏi quá nhiều thứ. Lại gần hôn em. Em sẽ để mặt trời lại gần hôn em. Em nói vậy thôi chứ đừng hôn thiệt. Hãy anh đến chơi vơi, giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, anh có muốn đi thật xa? Đuổi. Đuổi luôn đó Khang ơi. Tôi không ngờ là ca sĩ Hiền Thục tập đầu tiên không hề một chút e dè, mà là có thể tung những chiêu để làm MC có những bất ngờ như vậy.